chào mọi người, quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Câu Tơ. Thì dạo gần đây có rất là nhiều yêu cầu các bạn dành cho mình là làm laptop sinh viên đi, laptop phân khúc 10 triệu đồng đi. Thì mình cũng biết là sắp tới đây các bạn sẽ bước vào kỳ thi cấp 3 này, thi đại học này. Vì thế mua laptop để phục vụ nhu cầu học tập thì đang là vấn đề để các bạn rất là quan tâm rất là nhiều. Và như bình thường thì mình sẽ khuyên là các bạn nên cố thêm một chút, khoảng tầm 13 triệu là chúng ta đã có thể sở hữu một mẫu laptop để có thể phục vụ nhu cầu học tập cơ bản và đồng hành được với các bạn trong một khoảng thời gian dài đi học. Thì hướng đến đối tượng là các bạn học sinh, sinh viên, nhất là trong mùa dịch này không biết là còn kéo dài vì học online đến bao giờ nữa, thì MSI Modern 14 với mức giá là 13 triệu đồng sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà mình vừa nêu ra ở trên. MSI Modern 14 thì đã quá nổi tiếng bởi sự mỏng, nhẹ và thời trang, là dòng laptop Ultrabook, thế nên là toàn bộ máy được làm bằng hợp kim nhôm này, độ mỏng là 16,9mm, cân nặng có 1,3kg nên MSI Modern 14 được xem là một trong những dòng máy tính xách tay 14 inch mỏng nhẹ nhất thế giới, cực dễ dàng và tiện lợi khi mang theo bên người khi mà các bạn phải di chuyển nhiều. Thiết kế của M14 nói chung khá là tối giản, chỉ có một màu đen duy nhất bao phủ toàn bộ máy. Thì với thiết kế này sẽ phù hợp với mọi đối tượng người dùng, tuy đơn giản nhưng mà vẫn rất là hiện đại và trẻ trung. Mặc dù mức giá là hơn 13 triệu đồng, thế nhưng mà tổng thể máy được hoàn thiện rất là tốt, chắc chắn. MSI Modern 14 thì còn đáp ứng được độ bền chuẩn quân đội, thế nên là khi mua M14 các bạn có thể yên tâm sử dụng lâu dài ít nhất là từ 3 đến 4 năm. Để phục vụ mục đích học tập, chắc chắn là các bạn sẽ phải gõ văn bản khá là nhiều, thế nên là MSI trang bị bản lề dạng nâng cho một góc đánh máy rất là thoải mái. Phần bản lề này các bạn có thể mở ra được bằng một tay, bản lề thì có thể mở ra được là một góc 180 độ. Sự chắc chắn của M14 thì còn được thể hiện ở việc khi mà các bạn sử dụng hay là gõ phím cũng ít khi xảy ra hiện tượng rung lắc ở phần màn hình này. Webcam thì được trang bị ở cạnh trên của máy, thì đây sẽ là điều kiện cần và đủ để phục vụ cho nhu cầu học tập online của các bạn. Với độ phân giải là Full HD, chất lượng đủ tốt để các bạn có thể thực hiện các cuộc gọi video call một cách rất là dễ dàng. Màn hình thì sẽ là màn hình 14 inch Full HD, tấm nền IPS, tần số quét là 60Hz và 45% NTSC. Với ba cạnh viền mỏng thì sẽ cho các bạn một góc nhìn rộng hơn, khả năng quan sát tối ưu hơn đối với trên chiếc màn hình này. Cấu hình ở đây thì sẽ được trang bị là AMD Ryzen 3 4300U, RAM 8GB, 256GB SSD kết hợp với cả đồ họa tích hợp AMD Radeon Graphics. Thì với cấu hình này thì với các tác vụ cơ bản như là học tập này, lướt web này, xem phim, nghe nhạc, giải trí thì Modern 14 có thể đáp ứng được. Thậm chí là với đồ họa tích hợp, M14 có thể chỉnh sửa ảnh, edit video đơn giản hoặc là chơi một vài tựa game nhẹ ở mức setting thấp với độ phân giải HD như là Liên Minh Huyền Thoại chẳng hạn, để vui với anh em, bạn bè thì hoàn toàn ok trên chiếc MSI M14 này. Xuống dưới phần bàn phím thì bàn phím gõ tốt này, phím bấm ở đây layout rõ ràng này, các bạn sẽ không lo bị bấm nhầm. Thêm vào đó thì bàn phím còn có hỗ trợ đèn nền cho các bạn có thể sử dụng được trong môi trường thiếu sáng và thay đổi được độ sáng bằng cách ấn vào nút F8 ở trên bàn phím này. Phần touchpad thì tracking tốt, mượt mà, tuy nhiên khi mà ấn mạnh xuống thì các bạn sẽ cảm thấy hơi flex một chút. Thế nhưng mà với mức giá hơn 13 triệu đồng thì đây cũng là vấn đề có thể bỏ qua trên MSI M14 này. Cổng kết nối đầy đủ sẽ bao gồm là hai cổng USB Type-A, jack audio combo, một cổng HDMI, một cổng USB Type-C, một khe thẻ microSD. Và với thời lượng pin là 3 cell 39Wh, có thể kéo dài từ 6 đến 8 tiếng, vừa đủ để cho các bạn có thể giải trí và làm việc thoải mái. Và tổng kết lại những điều ở trên thì theo như mình thấy, với mức giá chỉ hơn 13 triệu, MSI Modern 14 đem lại cho các bạn còn nhiều hơn thế. Thiết kế đẹp này, bền bỉ này, cấu hình vừa đủ để học tập và giải trí, lại còn nhỏ gọn mỏng nhẹ. Thì còn chần chừ gì không ấn vào link ngay phía dưới phần mô tả để rước em nó về. Thì ý kiến của các bạn như thế nào, để lại ý kiến ở dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.